Xin chào các bác, chào mừng các bác quay trở lại với kênh YouTube của Trường Học Hiển Tích. Thì trong video ngày hôm nay thì em lên đây gửi đến cho các bác một cái video với nội dung xả kho thanh lý với ba cái mẫu sản phẩm đồng hồ đến từ nhà Orestata. Thì với những cái chiếc đồng hồ Orestata chắc các bác không còn xa lạ nữa với cái kiểu dáng thiết kế hở tim open heart. Thì với ba cái mẫu sản phẩm ba tông màu ngày hôm nay thì em đang xả kho cho các bác một cái mức giá cực kỳ tốt nhé. Đó thì các bác cùng lắng lại và theo dõi. Thì với cái chiếc đầu tiên đây sẽ có một cái ba cái tông màu cho bác lựa chọn. Đây là một cái màu trắng này, màu xanh ngọc lục bảo này, và đây là sẽ có màu xanh dương nữa nhé. Đó thì với ba phiên bản này thì hiện tại em đang gửi đến cho bác mức giá của nó chỉ có là 6.950.000 đồng. Đấy, em bán xuống đầu 6 luôn rồi. Với một cái mức giá xả kho thanh lý, em tin rằng đây là một cái mức giá nó tốt nhất từ trước đến nay, và em cam đoan với các bác là ở bên em đang bán cái chiếc Orestata xanh ngọc lục bảo với lại phiên bản ở tim open heart này thì em đang bán rẻ nhất thị trường. Đấy, em cam đoan với các bác là chưa ai bán giá như thế này đâu. Giá này gần như là giá các bác nhập vào thì giá buôn rồi. Đấy rồi, chiếc này thì nó sẽ có mã hiệu là RE gạch AT này 0002E nhé. Đó thì với mức giá 6.950.000 đồng thì bác sẽ đổi lại cho mình được một chiếc đồng hồ Orestata xanh ngọc lục bảo cực kỳ đẹp nhá. Đó, một cái tông màu, nếu như các bác nhìn qua ánh đèn điện như thế này thì các bác không thể thấy được rõ cái tông màu của cái chiếc này đâu. Chỉ khi mà các bác ra ngoài ánh nắng tự nhiên ấy, có ánh sáng tự nhiên thì các bác sẽ nhìn vào cái mặt đây của chiếc này thì chúng ta mới thấy rõ nhất được cái mặt cái màu của chiếc này nhá. Đó rồi, có một cái màu tông màu khá là độc lạ ha. Chiếc này thiết kế của nó thiết kế 3 kim, một ô cửa sổ tim open heart được đặt hướng góc 9 giờ, khá là to bản này. Đấy rồi, phần kim cọc của nó kim cọc lưỡi kim bắt nhọn, và nó sẽ có phần kim dây được làm thanh mảnh, có chi tiết mạ vàng PVD tạo cái điểm nhấn nhất định cho cái mặt đai hồ chiếc này. Đó rồi, thiết kế của chiếc này là kim cọc sờ của nó kim cọc sờ kẻ vạch, và có hai múi giờ chính là ở hướng 12 giờ và 6 giờ là múi giờ La Mã nhé. Đó, ở đây thì các bác có thể thấy là ở trên hướng 12 giờ nó sẽ có một cái ô báo tích góp năng lượng nữa. Đó, và cái phần kim của chiếc này cũng là cái phần kim được làm thanh mảnh này, khá là đẹp ha. Đó rồi, ở đây thì sẽ có một cái logo thương hiệu đến từ nhà Orestata Automatic, và đầu máy cho chiếc này được trang bị đến chiếc này chính là F6R4 với phiên bản này, phiên bản nhà nội địa ở Japan nhé, phiên bản sản xuất và lắp ráp tại Nhật. Hầu như tất cả những phiên bản Orestata thì gần như là 100% nó đều sản xuất tại Nhật hết. Đó rồi, với cái chiếc đồng hồ này thì chúng ta sẽ có một cái mặt kính sapphire nguyên khối chống trầy chống xước gần như là tuyệt đối, và với cái phần chi tiết các bác có thể là các chấm điểm trắng ở trên cái mặt đai hồ chiếc này, đó chính là dạ quang của dòng Orestata. Đó, những cái dạ quang này thì về chi tiết dạ quang của nhà Orestata thì chúng ta không cần phải nghĩ tới, tại vì Orestata làm dạ quang cũng cực kỳ sáng, không kém cạnh gì những chiếc đồng hồ đến từ Seiko. Đó, thì nếu như các bác nhắc đến đồng hồ Nhật và nhắc đến dạ quang ấy, thì nhiều bác thường nhắc đến Seiko là nhiều nhất. Đó, nhưng mà thực chất thì các bác có thể thấy là dạ quang của những chiếc Orestata này nó cũng không hề kém cạnh gì cả. Đó rồi, cái phần thân của chiếc này, phần thân vỏ được phay xước này gần như là tuyệt đối nhé, chỉ có Vimenzo bên ngoài của nó thì được phay bóng tô điểm thêm cho cái mặt đai của chiếc này. Đó rồi, cái phần kích thước size mặt phong size của chiếc này rơi vào đâu đấy tầm 39.3 nhé. Đó, 39.3, kích thước size mặt là 39.3, cực kỳ dễ đeo với đại đa số cổ tay của anh em Việt Nam. Đây, em sẽ lên tay thử cho bác xem về cái phiên bản màu xanh ngọc lục bảo này nhé. Đó, với cái kích thước 39.3 này thì anh em cổ tay đâu đấy tầm 15.5 là anh em đã đeo vừa rồi. Đó, và cái mà, để mà nói thì tầm 15 thì anh em nên cân nhắc, chứ tầm 15.5 là anh em đeo thoải mái. Đến tầm 17 đấy, tầm cổ size tầm 17 là anh em cân nhắc nhé. Đó rồi, với những cái size mặt như thế này thì anh em cổ tay tầm 16 như em là cứ đeo thoải mái nó vừa. Đấy, ở đây thì nó sẽ có một cái bộ dây thép đúc đặc nhá, sẽ có những cái sợi chỉ phay bóng và phay xước đan xen nhau. Đó, hiệu ứng bắt sáng của những chiếc này thì không cần phải nghĩ đâu, nó cực kỳ là sáng. Đó rồi, ở đây sẽ có một cái khóa gập này. Đó rồi, ở phần đáy của chiếc này ghi những cái thông tin như là máy Epson, phiên bản máy in Japan, phiên bản nội địa nhé. Đó rồi, ở đây thì độ chống nước của chiếc này khá là cao, 100 mét nước này, chứng nhận sapphire rồi stainless steel.
Đó, những phiên bản này thì nó sẽ có cỗ máy F604, với một cái cỗ máy này thì nó sẽ có tần số dao động là 21.600 tần số dao động, độ tích có tầm 50 giờ, một cái độ tích có khá là cao, cao hơn ngày trước đâu đấy tầm 10 tiếng. Đó rồi, ở cái phiên bản này giá của nó 6 triệu 950 nghìn đồng nhé. Thì ở đây em có đầy đủ 3 màu cho các bác. Đó, và em có một phiên bản màu nâu nữa nhưng mà giá thành màu nâu nó lại khác. Đó, giá thành màu nâu nâu đất thì nó cao hơn. Đấy, tại vì cái màu mặt của nó quá hiếm. Đó, chứ các bác để ý thì em sẽ có 4 màu cơ. Đó, có cả màu nâu nhưng mà giá màu nâu thì hiện tại em đang bán là 9 triệu rưỡi. Đó, còn về những cái phiên bản màu trắng này, màu xanh dương này, còn màu xanh ngọc lục bảo thì em đều bán đồng giá là 6 triệu 950 nghìn đồng hết. Đó, các bác có thể thấy một cái mặt đây màu trắng ha, mặt trắng kim xanh. Khá là đẹp. Đó. Đây, lên tay thử bác xem này. Đấy, cực kỳ đẹp cho cái phiên bản Orenstar này. Mọi thông số về những chiếc Orenstar này thì nó như nhau cả các bác nhé. Đấy, nó không khác gì cả. Nó về cỗ máy, về thiết kế của những chiếc này không khác gì cả. Nó chỉ khác về cái mặt dial của chiếc này thôi. Nó có những cái tông màu khác nhau. Đấy, màu xanh này. Nếu như các bác nào thích sự trẻ trung thì các bác có thể lựa chọn cho mình cái chiếc cả màu xanh này. Đấy, tại vì màu xanh đến blue là một trong những cái mặt dial mà phải gọi là trong giới đồng hồ. Nếu như các bác thích sự trẻ trung hoặc là các bác thích một sự năng động nhất định thì anh em có thể lựa chọn cái màu xanh với blue này. Đó, khá là đẹp ha. Đấy rồi, ba chiếc này đều đồng giá em đang bán là 6 triệu 950 nghìn đồng. Thì với mẫu sản phẩm Orenstar này thì không còn xa lạ với anh em nữa. Và đợt này thì em cũng đang có nhu cầu xả kho thanh lý rất là mạnh. Với những cái tầm giá của nó thì gọi là nói là quá là rẻ đi. Thì các bác nào quan tâm về những cái mẫu sản phẩm này, các bác có thể liên hệ trực tiếp với em qua số hotline 0969 732 822 để em tư vấn trực tiếp cho các bác nhé. Rồi, cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những chiếc video tiếp theo. Em xin chân thành cảm ơn.